Đi chợ. Lý trang tờ thai xảo là Đấy, nghỉ穿的太少了。第五了，第嗯，五了。但是，Lesson 12, you wear too little. 一，听力。Number five 啊，One，第五第一部分，，Part one。第一到五题，听句子，判断对错。Questions 1 to 5. Decide whether the pictures are right or wrong based on the sentences you hear. 例如，Example. 我们家有三个人。我们家有三个人。There are three people in my family. Cái này là phần nói ví dụ nhé, chưa phải là phần chính đâu. 我每天坐公共汽车去上班。我每天坐公共汽车去上班。I go to work by bus every day. bây giờ mới bắt đầu nghe一，nhé. 你今天起得真早。你今天起得真早。Cái này hình như là không đúng lắm nha. 你你今今天天起起得得真巧啊！真早。再来点米饭吧，你吃得太少了。再来点米饭吧。你吃的太少了，你吃的太少了，就了就用你去，就了太吃少的了。太少了。三，啊，你管。下雪了，今天真冷。下下雪雪了，了，今天真今冷，天真冷，好像不对。下雨了，今天真冷。不对，对我吧？觉得很热，今天穿得太多了。我觉得很热，今天穿得太多了。对，喂，对对吗？不对？不对，对吧？这个呢？五。这件对。衣服比弟弟送给我的那件漂亮。这件衣服比弟弟送给我的那件漂亮，对吧？很有了，chưa đúng lắm, đúng你这种吗？không? Cái nội dung này so với cả không bài hình như là không không đúng khớp lắm nhau thế đâu. nào ấy. Không khớp nhau với cả nội dung. Vâng. Tớ là suy nghĩ xạ. Mình có sách workbook ở đấy không ạ? Có Sách workbook của HSK2 đấy ạ. À, HSK1 ạ. Mình làm giúp cô giáo vào sách workbook HSK1 ạ. bài mấy Lesson bao nhiêu cơ nhỉ? 12. Mình đang học lesson 12 đúng không ạ? Rồi, cái cuốn sách Ê. này mới tinh luôn. Sân thị. À,水果. Không, cái này hình ảnh thì đúng rồi nhưng mà file thì chưa đúng, để cô漂亮。chờ một chút ạ. Chờ một chút để cô xem lại nhá. Cô mở lại bài nghe nhá, chờ một chút. Thiên lý. Rồi. Ô ai đây? Hai, Bảng mười 12 hai, một. Chúng mình nghe lại nhé. có phải là mình then then chi chẳng may không? Đúng rồi ạ. Vâng. Đi 12 12 课. Nào, mình nghe nhé. Hello. Ừ. Lesson 12. Bây giờ làm What lại will the nhé. weather be like tomorrow? 1. Thiên lý. Chào mừng. One. Listening. 第一部分 Part One 不烦。第一到五题，听词或短语，判断对错。Questions 1 to 5. Listen to the words or phrases and decide whether the pictures are right or wrong
based on what you hear. 例如, example, 很高兴, very happy. 很高兴, 看电影, to see a movie. 我们开始啊。一，水果。水果。 嗯，对还是错？ 对。二，下雨。下雨，对还是错？下雨，下雨了么？对还是错？ 三，水，水，四，热，热，五。身体，OK， 明了，是懂不回懂啊。呀？懂不懂身体，懂不懂呀？嗯，明了呗，哪样？第二部分 Part Two， 第6到10题，听对话，选择与对话内容一致的图片。 Mình có muốn làm lúc mình Question nghe không? Mình 6 có to sách ở đấy không 10. ạ? Listen to the dialogues and choose the right picture for each dialogue you hear. Mình làm tiếp nhá. Mình làm tiếp ở trang Ok. sau nhá. Ví Example. Cái này cô không Ni có trong hao. này. How do you do? Ni hao. Hen gao xing ren shi ni. How do you do? Nice to meet you. 六，今天天气不好，会下雨吗？ 六，今天天气不好，会下雨吗？ 下午会下雨。 Mình chọn đáp án nào? Sao ủ hơi sao ủ? A. Y y mà. Trơn. Thế cơ sư sở mà? Y. 啊，B 对吧？第你七是 B 对吧？对，是水对，多喝水。八，八那八。明天天气很好，你去学校吗？不去，明天我去医院。八，明天天气很好。你去学校吗？不去，明天我去医院。明天我去医院，选哪个？mình thấy cái hình nào là医院không？D，你买个面，还有个 F 里面F 对吗？，F F A F。6 7 8 八了 F，F 还是八？F，给我们继续听。明天早，现在的在香港啊，上海，这个是上海。九，九，我们看你一下。身体香怎么港。样？不太好，不爱吃饭。B A，不太好，要吃饭。
不太你的好身吃体怎饭么吧？样？不太好，怎不么爱样？吃饭。不太嗯，好，好吧。不爱吃饭。B，嗯。最后反应。大卫今天会来吗？他身体不好，不会来。大卫，第二天得立这些。等着，大卫今别来天拉会妹。来吗？兄弟，他身体不好，不会来。Đây, sửa lại như này nhá. Tại vì là gì? Ta Wei là con trai là David. Cho nên bạn Ừ. ý là gì? Ta thân thể bố hảo, bố Ừ. khỏe lại. Chúng ta xem ta chư hẳn đôi dao, đúng không? Cái này là gì? Bạn ý phải uống nhiều thuốc. Cho nên suy第ta thân三thể部bố hảo.分，对了，Part 3. 第11到15题。听句子，回答问题。Questions 11 to 15. Listen to the sentences and answer the questions. 例如，Example. 下午我去商店，我想买一些水果。I'm going to the store this afternoon. I want to buy some fruit. 他下午去哪里？Where is she going this afternoon? 下午去哪里？下午，大下午去哪里？啊，十商一，店。星期五天气很好，星期六会下雨。星期五天气怎么样？我们选什么呢？十一，很星好期啊。五天气很好，星星期期六五，会下雨。星星期五期天五，气很好。星期六，会下雨。对吗？星期六天气星怎么样？会下雨。那星期五呢？星期五天气很好啊。很好，很对。好。好，我们继续听。你怎么样？这种。再来一好，下，再来再一。好。十二，十二。今天太冷了，我不想去了。太今冷了，天今天天太冷气了，怎我么样？不想去呀。哎，今天天气怎么样？今天天气太冷了，他不要对。去呀。Thường thì mình cứ đọc trước các cái thông tin này nhá, xong rồi mình nghe có cái gì là mình tích luôn. HSK nó dễ lắm ạ. Nếu mà mình thi HSK thì nó đơn giản cực luôn. Nghe đọc trước nhá, đọc trước thông tin và nghe thấy thì là tích. 12。今天太冷了，我不想去了。今天天气怎么样？Đây là câu 12 nha. Mỗi cái câu này thì đều có hai lần.13。明天上午不会下雨，下午会下雨。明天什么时候会下雨？下午，下午，see，明天明上天下午午会会下午下下雨，雨，下下午午下会午下会下雨。雨，那选什么？明天什么时候？明天什么晴时天候什下么时雨候下雨？？C 对明吧？天下午会下雨，对，哇，会下雨。下午会下雨。老闹个梦吧。下午会下雨，改了名 đọc đi nào。下下午午，会下雨，下雨会下下午会雨，下雨，下下午午下雨，下四，午会下王小雨，姐8点前下会午来。8点前下会王来。小姐什么时候会来？14。王小姐。王小姐8点前会来。
đi.王小姐八点去了，会来，八点前会来，王小一姐会来，八点前会来，会来，钱会来，前là gì là一trước đúng không? 8 点对，前tức là cô Vương sẽ đến就trước成lúc 8 了。giờ. Đúng rồi. 王小姐，八点前会来。Ừ, cả lớp mình đọc đi.王小八姐，点前，王小姐，八王点小前姐，会八点前来，会小姐，八点前会来。对。去，八点前会来。好，不太好，太好了。对，mình nhớ nhìn chữ太nhá,好mình了。nhìn phiên âm là lại hỏng bét đấy. Sau quyển 3 không còn một十tí phiên五，âm很nào. 好，我爸爸这个很星好。期身体不太好。他啊，爸爸爸这个星听，期身体怎么样？我爸爸这个星期身身体体不太怎么好，样？我身爸体爸这个不星太期好，身体不太好。嗯，身体不对。太好。他爸爸这个那星你期猜，身体怎么样？这个不太好。对。天气什么样？À, bài này thì dễ rồi đúng không? À, cái này là bài đọc xong rồi mình tích thôi. À, các bạn đọc cho cô nào. Tuy hay sư chua? Sể. Trời, trời, Trời cơ nào? xe gì, tàu xe gì, Tao gì?水果，Cái này mình tự水tác màn hình được果，nha.医生，医方生，文医生，医生，医生。这个是小姐对吗？小姐，小姐，小姐，小是啊，小姐，小弟，小小弟，医医啊，生，医生，医生，医生过对，来，我们医生。那明巧呀，明hai mốt nổi về đâu ạ？天舞会，天舞会，天舞会下雨，会，天舞会，都大帅天哥，舞会，天舞会，天舞会下个么哈？他很好，太不热了，会，会不会？昨天天气怎下么样？午会，天天气气怎么样？昨天天气怎么样？感不觉易，不，太热哎，了，你这，太热了，不冷，冷不热，不冷不热，不冷，不冷，不冷不会热。下下雨，昨天天气怎么样？昨天天气冷不热？À đây, tại vì thiếu chữ A này,热了，cho nên là mình không nhìn thấy đáp太án. 热了，OK, nào. 不冷不热。王小不姐，会，啊，câu 21 là gì ạ? 明天，Y, à, câu 21 Đúng rồi, câu 22.诶，Y,我来就这这个，这吧，Y, 一年什么？不不冷，冷，不冷，热，câu 不热。23. 王小姐，身体 Y, 怎么样？是，怎么样？他很好，好，谢谢。他很好，这个谢谢。很好。啊，你什么样？最好去学他身校。体。OK，啊，你什么时候去学校？给那我名去点吧，学对呀。校。A 呢，A 呢，名点吧，唱 vở 呀。C，你什么时候去学校？câu gì là gì đây？学校。去学校。Cái này có rồi này. Quay. C rồi này, E rồi B. này. Còn B B. mẹ phụ. F có rồi này. B. À, bây giờ chỉ còn hai cái mình loại trừ thôi. D. B. B đúng không? B. Y sinh nói gì mà? Học tập, xin chào. À, cái này không phải, cái này không Không phải chữ phải. B. D cái gì? Là không à. D chứ đúng Nói không? đi. Bố khoai suy. Còn Y cuối cùng sinh là nói gì gì? Còn B đây đúng không? B. Nào, B. nào, ta. Y sinh Sư. nói gì mà? Tôi hơi Tôi suy. xây. Tôi sư Thấy xây quả. cụ. Xây cụ. Hơi Tôi suy. hơi suy, tôi chứ Tôi suy quả. hơi Bỏ suy. nhiều nước uống gì đấy.
Uống nhiều nước và uống nhiều, ăn nhiều hoa quả. Nhiều hoa水quả.果là hoa quả. Tôi hơ bí chịu à, tôi hơ cẩu râu à, tôi chịu Tôi chưa cẩu râu, tôi hơ啤酒. Lớp mình trông vậy thôi nhưng mà đi uống啤酒xong rồi bạn ạ, uống khẩn lây của bố khuê hơ啤酒. Huyền ạ, Huyền vào đây mới đầu sợ ấy, cô mới đầu sợ nhưng bây giờ hết sợ rồi. Bắc Kinh 的天气怎么样？接着过来làm luôn đáp án rồi. Bắc Kinh 的天气gì đây？怎么样？如果那么什么样呢？你喝水，天气太热了。你多喝水啊！天气太热了。你多喝水。他们不想住在这儿。太冷了。太冷了。这个星期我身体不太好，补什么？对，不爱吃饭。不爱吃饭了。这个星期身体不太好啊，不爱吃饭，不要吃饭，嘿，不爱吃饭。不爱吃饭了，không muốn ăn cơm ý。啊，天气很热，你多吃。些水果，些水果，些他们修水田呀。còn mỗi đáp án đấy. Còn名字吗？啊，名字ở đây呀。多些水果，是些 ở đây là gì？ Ăn nhiều hoa quả một chút nhé。些嘛。这些水果。Bây giờ mình có một bài nghe. Mình chi thi nhá. Đây là 12-2. Chờ cô mở nha. Let's see. Tại vì cũng sắp sửa học hết quyển này nên là mình tua lại bài tập để đến lúc mình kiểm tra ấy thì điểm cao hơn. Vì biết dạng đề. Lúc mình Đây là sắp sắp hết HTML rồi cô. Ồ, đúng rồi. Ôi, ôi nhanh nha. Nhanh nhỉ. Có 15 bài là hết, bây giờ bài 12 rồi mà. Wow. Sắp sửa test nha, bạn nào mà không được 70% là xuống lớp 1 học lại. Ôi trời. Ôi chết rồi. Thế đề nghị là tuần này các cái tuần tiếp theo đừng có ăn cà rốt nhé, ăn cà rốt nhiều là toi đấy. Con muốn sống thế toi rồi cô ạ. Bạn nào mà không không chăm chú học là xuống lớp 1 học nha. San Yin. Yin. 3. Pronunciation. 第一部分. Cũng khó đấy nha, không dễ đâu. Part 1. 第一到五题. 听录音. 从听到的三个词语中 选出声调模式不同的一个. Questions 1 to 5. Listen to the recording. Among the three words and phrases you hear, mark the one that has a different tone pattern. Bài này là sẽ có A, nó sẽ là ví dụ như ba cái thanh điệu là a á ả a, có bốn thanh này đúng không? Thì mình sẽ chọn một cái loại mà cái một cái nhóm thanh nó khác nhá, chọn ra một cái nhóm thanh nó khác. Mà bây giờ mình nghe, cô sẽ làm thử cho một bài đầu tiên nhá. Mình lấy bút, chuẩn bị giấy bút để ghi nhá. A, 星期五. B, 星期几. C, 西班牙. Đó, nó như này đúng không? Vậy thì đáp án gì khác đây? Si-ba-nhã là gì? Si-ba-nhã là đi si. 112 đúng không? Cho nên mình sẽ tích vào đây. Đó. Đấy, bây giờ mình tương tự nhưng mà để nghe được bài này tốt nhất là mình ghi ra giấy nhá. Để mình làm cho chính xác. 二 A 医学家 B 巴黎人 C 捉迷藏. Cái này cô làm hết cho à? Có cái gì khác nào? 三 A 芭蕾舞. Đấy. Cái nào khác đây? C. Cô ghi như này mọi người không phân biệt được. Ok, mình nghe lại nhé.
Thôi nghe từ đầu luôn nhé, nghe được từ Ok. đầu, nghe từ đầu luôn nhé. À, mình sẽ phải tự viết đấy, đây là cô viết nhưng mà cô viết còn ghi ngoáy nên là mọi người cũng không phát hiện được đâu. Là mình tự tự viết nha. San, yu yin. 3. Pronunciation. Di yi bu fen. Part 1. Di yi da wu ti. Ting lu yin. Chong ting dao de sanga tsu yu chung. Xuan chu sheng diao mo shi bu tong de yi ge. Questions 1 to 5. Listen to the recording. Among the three words and phrases you hear, mark the one that has a different tone pattern. 一 A 星期五 B 星期几 C 西班牙 C 西班牙 二 A 医学家 B 巴黎人 E 对 C 捉迷藏 A 三 A 芭蕾舞 B 交响乐 C 书法课 A 四 A 音乐家 B 音乐课 C 哈密瓜 C E C 五 A 吃西瓜 B 喝啤酒 C 喝牛奶 B A Rồi, ai là đúng nhá. Ai là đúng. Rồi. Part 2. Part 2. 第6道10题. 听录音, 画出句中你听到的三音节词语. Question 6 to 10. Listen to the recording and underline the trisyllabic word and phrases in the sentences you hear. 六, 我每天下午上书法课。 Sư phạ khờ là từ ba âm tiết đọc liền. Sư phạ khờ. Chí. Sư phạ khờ. Má mà xa gờ yue chù gia nà đà. Gia nà đà. Gia nà đà. Canada. Ba. Jín thiên sư xinh chí wú. Mín thiên sư zhou mò. Đợi, xinh chí wú. Zhou mò. Zhou mò. Zhou mò. Zhou mò là hai âm tiết. Chú. Mín thiên. Wò zui xì huan piào ba lê wú. 巴黎舞，巴黎舞，巴黎舞。十，西班牙，他没去过西班牙。对，西班牙，西班牙，西班牙，西班牙，西班牙，西班牙，土耳其，nghe rất hay luôn。Vâng，西班牙，西班牙，Tây Ban Nha。 Ok, cái này là bài này thì dễ đúng không? Tìm bộ trong các cái chữ này, nhìn thấy ngay rồi. Ok, chúng mình quay về bài học nhé. Mình quay lại lesson 12. Chúng ta sẽ quay về phần sửa máy ạ, học về sửa máy ạ. Ví dụ như này, ní xiang chư tao ta tờ khan yu hào bu hào, nà yên gai sửa máy vận. Ní xiang chư tao ta khan yu hào bu hào, yên gai sửa máy vận. Yên gai vận sửa máy? Sửa máy ạ. Tuệ. 他的汉语怎么样, 对吧? 他的汉语怎么样? 对, 你想知道海防的天气好不好? 应该怎么问? 天气好不好啊? 天气怎么样啊? 海防的天气 海防的天气怎么样啊? 海防天气 怎么样? 那个论明导不透够呢? 海防的天气怎么样? 海防的天气怎么样？海防的天气怎么样？那你想问杜光同学，香港的天气怎么样？
Hải Phòng, đúng không? Sơn cả Đà Khảo. Nẵng. Thái Khảo à? Xa Yu mà. Sơn cả Chơi. Chi Thiên Sơn cả Thiên Chi Sơn Chi Thái Thái Khảo. Thái lần à? À, thái thái dơ là, chứ không phải. Không Thái phải, thái Xiên khảo, thái khảo. Hải Phòng hay là Xiên Cảng? Xiên Cảng Đúng là rồi. Hồng Kông à? À, bạn đang ở Ủa, Xiên Cảng xuyên mà? xuyên cảng, xuyên cảng sự. Xuyên cảng, À, xuyên Đà cảng. Nẵng à? Đà Nẵng à? À, Xiên Cảng. xuyên cảng sự. Xiên Cảng sự. Sự. Đấy, đấy. Na nǐ xiǎng wěn tā de tāmen de xuèxiào hǎo bù hǎo, nà zěnme wěn? Xuèxiào. Ủa, không ai trả lời. ]你们的学校怎么样? Đấy. Cái Chưa. cài hǎo bù hǎo chī zěnme wěn? Chưa có chai tờ chẳng mấy à? Lớp mình ngoài bạn Vinh ra Chưa có chai chỗ mình giang. là cả lớp mình đọc đi. À, đọc cho cô à? Vâng. Vâng. Chưa Chưa có sai tầm mấy ạ. Mình tự. sao chỗ mấy giang. Vậy ạ. Chưa có Na cái sao. điện hình Chai nè. tên điện hình. Chân Là cái vào. gia đình chẳng mấy à? Chai. À, vậy, hả? Chưa sư chơi ăn rồi. Tầm mấy ạ. Tầm mấy ạ là hỏi như thế nào đúng không? Rồi, chúng mình xem một cách hỏi nữa. Nói là gì? Chuyển chữ Wei tức là gì? Câu vị ngữ nhưng là có cụm chủ vị nhá. Ủa, thân thì phụ thai khảo thì cái nhóm là tôi đúng không? Sức khỏe không được tốt lắm thì cả cái nhóm thân thì phụ thai khảo này là vị ngữ, nhưng trong nhóm này thì có thân thì là chủ ngữ tiếp đúng không? Và phụ thai khảo là vị ngữ. Đó. Ồ, mình thiên thiên chỉ hứng khảo, ngày mai thời tiết rất đẹp. Nghỉ thân thì tầm mấy ạ? Sức khỏe của bạn như thế nào đúng không? Đó. Ví dụ như này, tha the sầu bị thống thùng đây bạn, nào ổ mình chấm ấn tha chấm ấy ạ, Ta tha chẳng chấm mấy ấy em. ạ, tha Ta chấm chẳng ấy mấy ạ, em. đạo sư Ta chẳng quân mấy em. À, sinh chỉ bù hảo à. đây tha thân thể bù hảo, tha sần ma bù thai hảo, Ta sinh mô, sinh mơ bù tay hảo. Ta ta sổ. Sổ bị chẳng bụng. Sổ bị thống thùng. túc. Tha Thần sầu thùng. bị thống thụng, tuệ tha Thần sầu thùng. bị thống thụng, Ta sổ tha bị. sầu bị thống Sổ thụng, bị. Thần tay ấy, thùng. tay bị Thần đau ấy. thùng. Thần thùng. Ồ, tuệ tha the sầu bị thống thụng. À, ok, nè cơ nữ hài sư nè, còn cô gái này thì sao, tha thấu thụng, tuệ bạn, Chúng tha mang chỉ mấy chị dạng, đầu tha chỉ mấy đầu dạng, ta thấu thùng ồ ồ ồ thay tha, tuệ tha thân thể bù thai hảo, tha thấu sần ma bù thai hảo. thùng thấu Tha thùng à thủ tha thấu thủ thân khảo tha tha đúng tha thủ thủ thấu thân xung thủ thủ thấu thủ thùng khảo thấu tha thấu thủng đối bạn thấu thùng thủng vậy tha thấu thủng nha. Ok, một bạn hỏi một bạn trả lời giúp cô nhé. nghỉ thân thể chân me quả thân thể khảo khấn À, ok, các bạn hỏi tự do giúp cô với. nghỉ ta Hỏi thân thể cả sân bộ sao mà bu phận khảo. nghỉ ba bạ nghỉ ba bạ ma mạ thân thể sử mây giang. Một bạn trả lời cho cô đi. Khẩn khảo ta Ờ, tha khẩn tha tha mình thân thể khẩn khảo. khẩn ta mân thân thân thủy khẩn khảo Tiếp nào, chim thiên thế. nỉ 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 bằng yêu sân thị trần mang Ừ, vậy. phú thai hảo à ta sân thị phú thai hảo à ta Vậy Ta thân thể gì mà không tốt? thì ta thấu thắng à thắng thấu à Hát thấu thần thôi bạn. thấu thắng à gì À, nỉ công việc tầm mắng không mắng? yếu tẻ máng à của công chúa yếu tẻ máng à mình Đấy. nữa Bộ công việc bù thay mắng. ok Sure.
Ok, nào chúng mình xem một câu với thay nhá. Ví dụ là thay rửa lợ, thay rửa lợ. Cả lớp mình đọc theo câu là thay Thay rửa lợ. thay rửa là thay Câu rửa là này có ý hơi phàn nàn, là trời ơi nóng quá. thay rửa là Thay rửa lợ. thay Thiên rửa chỉ thay thay lầm rửa lạ. thay Thiên chỉ rửa thay lầm lạ. thay lầm là thiên chỉ chi thay lần thay lần nồng là thay lầm thiên chỉ thay thiên chỉ lầm thay thiên lần lần chỉ thay lầm là Đấy. Ủa ủa sân thì bú thay khảo. Ủa sân của thì sư thay khảo thì phú thai khảo của sư phú thai khảo Ủa sân thì bú thay khảo. À, mình có thì thay thay khảo hoặc là bú thay khảo, mình nhớ cách phủ định nhá. Nói phủ định thì như này. À, là Nì rửa khan à, chơi gờ thiên chi, chim thiên thiên chi dùm mấy à? bảo hoàn hảo thiên à thiên 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 chi hoàn hảo rửa à Bú sư à, thay mình dùng thay rửa thay, là thay đây. rửa thay rửa Đây, rửa là đây, chim thiên thay chim rửa là đây à mà. chim Chim thiên thiên thay rửa điện điện chi thay lần thiên thiên chi chim chi thay lần lâu. Đây, chỗ thay này tung thiên thay thiên rửa chi dùm mấy à? rửa Thời mùa đông ở Hà Nội thay thì thế nào? Thời tiết ở thế nào? đây tung chim thiên chi thiên chi thay thay lần lần lâu. là Vậy thay lần là khứa này tung thiên thay thiên chi thay lần la. lần Khứa thiên này tung thiên thiên chi thay lần la. Phê chẳng hả? Rồi, mình thêm các bạn hỏi đáp nhau nhé. Tại vì mình chia nhóm để hỏi về bất kỳ các bạn muốn hỏi nhé. Mình chia nhóm trước đi. Có hai bạn nói với nhau tự tự chia nhóm giúp cô vậy. Ai thích nói với ai thì tự chia nhóm ạ. nói Không gì ai lại ô lại ô lại ô lại à bảy chín thiên tung thiên thiên chi chuẩn mai em à nì quân sấy nì treo tha thầy minh dự lão sư à bảy chín tung thiên thiên chi chuẩn mai em à Bắc Kinh tờ tung thiên hờ lẳng, yếu sử hô xa xuế. à xe sửa à hảo là hảo là sì Ừ, sì xì xì. sì Nà, Trung Quốc xài hào bù hào chứ? Văn Quân thùng xuế, Trung Quốc xài hào bù hào chứ? Trung Quốc trai hảo à Mà, ủa, dễ xì khoan Trung Quốc xài. Nà, ờ nì Trung quân Quốc yếu. trai hẳn yếu nị à yếu nị à Yếu nị,我喜欢胖一点。hẳn yếu nị à yếu trai yếu Trung Quốc trai hẳn yếu nị yếu Trung Quốc trai hẳn hẳn dưa对呀，但是呢，我喜欢中国菜的香味，很香的。很对多，啊，那真的中国聪菜明，很多，有一些叫麻姜，很香的，我喜欢那个味道。中国菜呀、啊，很像 medicine 的、Medicine 啊，thuốc 哎，是啊，药，对啊，养生，你们可以吃一些养生火锅，很好吃呀。嗯。có cái loại lẩu dưỡng sinh ăn cũng ngon mà. Sichuan,我想去 Sichuan 菜呀。四川菜对吧？哦对对对，我也一样。我还专门买一些麻酱啊。去做了四川菜，哦哦。啊，酸菜，Sichuan 对菜，啊，哥哥摸了一会丢过德轩给木鱼的堆堆，稍啊。微挠肉安德轩安贝。好，那关文同学问一位同学吧，你问然后点名。关文，Cô nói với ai cô nhỉ? thì tự mình gọi ai thì gọi thôi. Thế thì nói với ai nhỉ? Thế nói với Doanh đi. Doanh ơi. Vâng. Nói, đang nói chủ đề là thời tiết đúng không cô? Nói gì cũng được, nói về Chim bú thai, quý thai. chim thiên có lẽ thiên chi chẳng phải rằng Hẳn quay là chim thiên thiên chi cho nên thiên chi hẳn quay là hẳn quay là cái gì anh quay là cái quái lạ kiểu quái lạ Yeah, cheese. đang nóng rồi nóng rồi mưa rồi, lạnh Nha. Sao nhỉ? Sao ủy? Sao ủy má? Sao Thay ủy好má?了，今天的天气太好了。今天呢？今天几点天呢？不太好。
不太好，对对，不不太好，太怎么好。了？OK，那你德云同学问一位同学吧。可怜吗？怜呀，测Rồi,量đến em quên. Đến em ý cái cô em gì? để doanh để doanh hỏi Thu Huyền đi. hỏi Đúng rồi. Trung Quốc trai hảo 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 chưa chưa ma Đây. Chúc của trai. Chúc của cô trai hấn hảo chứ Trung Quốc thì gì ạ? À? Ở Trung thức ăn Trung Quốc có ngon không? Không hẳn. Thầy Nó nhiều dầu thì nói như nào hả chị? Nhiều dầu thầy mỡ. thầy yếu nhì là Này yếu ni là thầy yếu mình nhì là em bình nhớ ra thật yếu đấy yếu là dầu đấy ni ni yếu ni là mấy à cô vâng thầy yếu nhì là mấy dầu tay yếu ni là À, Huyền hỏi bạn bạn Nguyễn Quang trung sĩ Quân Quân Quang thủ sĩ Văn Quang thủ sĩ Nguyễn Quang trung sĩ Nguyễn Quân Quang Quang đúng rồi Minh Thiên Minh Thiên hôm nay trên trên phim chẳng may á của phu Không trai cửa nơi của phu thủng cửa Cái gì nơi cao? thiên chi à Bạn ấy không ở Hà Nội nên bạn ấy không biết thời tiết Hà Nội thế nào. Em hỏi về Chữ Hải tao Phòng. dùng một chữ tao của bố cha khởi nay số hiểu bố chữ tao Của khởi phụ nay chị thiên tao à? chi Kinh vô tụng à? Nào, nghỉ chưa hay hả? chữ sai nào giờ cái nào Nghỉ nha chưa hay à? hả? À, Chị chị đây là nào của trai tiên cảng sư cung chùa chưa tiên cảng Đà Nẵng sư Đà cung chùa tiên cảng là Đà Nẵng tiên tiên cảng sư cảng à xin thiên tiên cảng thiên sư tầm mấy Chín thiên tờ tờ thiên chi xiên xiên cả thiên chi khai khảo à Tàu là gì? Tàu là gì? thay khảo Thay là khai khảo là Tàu là gì? Thay thay bảo là gì? khảo khảo cả Khảo khảo à? Thay khai à? Thay khảo khảo là à? Thay khai khảo 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 là à? Ok, thay khảo là. Hảo, ok, xin chào thông chí mận. Mình có khuê nữa này. Mình có khuê, khuê hai nha. Đây là một nấng nguyên tu sứ. Mình khai chạm ba bà ba điện chén khuê khuấy cha mà. Trước 8 giờ thì ba có về nhà không? Khuê, có thể nhá. Mình thiên tha khuê lái mà. Ngày mai anh ấy có đến không? Tha khuê lái. Ok. Cô Chi thiên khuê sao ủy mà. Chi thiên khuê sao ủy mà. Tức là một khả năng có thể xảy ra nhá. Trong trường hợp ngoài là cái khuê mình biết là ở khuê xuế xí khai ủy đúng không? Ở khuê khai ủy là mình biết tiếng Hán là chỉ một biết. cái gì? Một kỹ năng mà mình biết đúng không? Thông qua việc học tập thì bây giờ mình là nói về một khả năng có thể xảy ra đúng không? Chi thiên khuê sao ủy mà. Xin chào, Chi thiên khuê chị sao tiên ủy. quê chưa mà. Đấy, Xin chi tiên thiên quê khuê sai sao ủy. ủy mà Đấy. cứ khởi lắng thì có dùng được không cô Cũng khả năng cũng được ạ. cứ Xin khởi thiên lắng khuê sao ủy ma cũng được cô à không không cứ hỏi cứ như khởi thế lắng khuê xin thiên khuê sao ủy mà Khen trai sao ủy là Đấy, hiện tại sao Khen ủy là trai sao ủy ừ. sao ủy là là mình thử bây giờ điền từ vào chỗ trống nhá cô giáo sẽ đọc phần này còn các bạn điền vào chỗ này nhá Chín thiên thiên sĩ Thiên khấn thiên khảo khảo Sao ủ khuây sao gì đó nào Mình điền khuây cho cô nào Thôi cô sẽ nói là chín thiên thiên sĩ pu khảo Sao khảo ủy Sao ủ
下午热了，很热，下午会很热，会每很个热会如果样会很热，很热了，很热。会很热了。OK，那các bạn nói nhóm này để cô nói nào, sao ủ khuê sao ủy. Chào. 今天呢会下雨吗？不是啊，今天天气不太好，下午会下雨。今天天气不太好啊。下午会下雨。会下雨。爸爸这个星期去北京。他来他去不北京。会回去。这个星期，他不他会不会回家，对吧？回去。他不会回家。Mình có thể nói là trước thứ ba tuần sau ba sẽ về thì nói như nào? Xa xin chi. Xin chi xin Xin chi chi tam thì chén ta phụ khoa y khỏe chưa? Xin Về mấy? Xin chi Xin chi sơ. ơ Xin Hãy chi ơ chén khỏe khỏe chén chưa? ta khỏe chưa? Ta khuê khuê cha. Là mình nói Ta là khuê 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 nhá. chưa? Mình dùng từ có khuê. Ok. Wait. Xe xin chi, xe xin chi. Xa Chén. xin chi ở chén,下星期他会会请，回家。他会回去，回对。去啊，OK，那他今天不会来学校。Hôm nay anh ấy sẽ không đến trường. ta hẳn lây là,他很累了，对吧？ta bình là,他很累。他生他病，不带考。他他生生病，病。对，他生病了。他生病了，他的女朋友去看他，他不会，他很醉啊，他喝醉了，不今是天我不会来学校。秋全，你说呢？这个嘛，怎么让他生头病了，痛？我们không tiền累bơ了，để mệt à em không cái thung cái anh gì thân mẹ cái đau đầu ấy ạ, thấu thống, thấu tha thấu thống, thấu thung, thấu thấu thung, thung đây thấu tha thấu thung, thung, ta thấu thung, đây ok phê chẳng hảo ok ta thung, bu tay thay hảo đúng không đây bu tay ta không tay chữ thung này bố chữ là tao đi xỉu tuệ mà. tùy tùy Đây, lão sư sửa đây là ta sư là hãy trai cơ. Thấu thung còn có một cái này nữa, có cái gạch ở dưới đây nữa nhá. Rồi, ok. Ồ, mình xì xì. Xa tờ thai ta là hủy bà. Chúng mình ngồi nghe trước nhá. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? 10 giờ. 10 giờ 05 rồi. Nhưng mà lớp mình hôm nay vào muộn đấy ạ. Cho nên chúng mình ngồi thêm 5 phút nữa nhé. Vâng. Suy ra thủ xuyên mà tâu khẩn lây là ta sư của mình nỗ lực ít tiền. Lesson 12 课. Mình thiên thiên chi zǎ me yǎng? Lesson 12. What will the weather be like tomorrow? Kè wěn yī. Text 1. 昨天北京的天气怎么样？太热了。北明京。天呢？明天天气怎么样？明天天气很好，不冷不热。不热。New words，那我不把成冷了。不热。对，昨天北京的天气怎么样？今天太不热热，了，天气太太热了，热了，太热，明太天热。天气好不好？很很好好，啊，很好，很太好，太热，太冷，太热，不热不不热，冷，对，明天不冷不热，不冷不热，不冷好，不热，不热。12课，明天，cả lớp đọc theo cô nhá。昨天北京的天气太热了，昨天北京的天气昨天北太热了，昨北京天气的太热了，几天太不明热，天
明明天天北北京，京，北京，天天气气，可好？明天很北京好，气很好啊，天气很好，不热，不不冷，不热，热，不热，不冷，不热，对，bài này có vẻ dễ quá đúng không? Thôi bỏ qua nhá, mình nghe tiếp bài này. Trại chiến sân phẳng là phòng gym nhá, chiến sân phẳng là ở trong phòng gym. Mình nghe câu hỏi, Ô, trên thiên有雨吗? mà. Hoàng xiao jie là cô Vương ạ. Hoàng xiao jie, jin tian hui bu hui lai, wei shen ma? Cô ấy hôm nay thì có đến không? Vì sao nhá? Mình tìm một chút. 课文二。Text two。今天会下雨吗？今天不会下雨。王小姐今天会来吗？不会来，天气太冷了。New words。mình nghe lại không? Có cần nghe lại không ạ? 下雨，不下雨。OK, mình nghe lại nhé. 课文二。不来。Text two。今天会下雨吗？今天不会下雨。王小姐今天会来吗？不会来，天气太冷了。嗯，好，今天会下雨吗？今天有下雨吗？不会下雨，会下雨，会会会下雨，会下雨，今天不会下雨。王小姐，今天会不会来？不会来，不会来啊，会来。为什么？不会来，不冷，太冷了，太冷了。对，因为那我们读一下。今天太冷了。对，今天不会下雨。今天不会下雨。今天不会下雨。今天不会下雨。天气太冷了。天气太冷了。不会来。王小姐不会来。天气太王小姐。王小姐不会。不会来。王小姐不会来。OK。Mình có 3 bài thôi nên mình nghe nốt nhé. Mình nghe nốt, mình làm nốt bài 3 nhé. Khờ vấn. Giải bình phẳng. Text 3. Mình đọc trước thông tin nào. Tha sân thị sẽ mấy ạ. Sức khỏe của ông ấy thế nào? Tha quay sân ma bù ai chứ phạn. Vì sao mà gì? Vì sao? Bù ai chứ phạn. Ông muốn ăn. Anh sợ anh cũng muốn ăn. Y sân rằng tha tua chứ sân ma. Tua khơ sân ma. Chúng ta. Tua Tôi không sao. Thay rơ là bố ai chứ phạm đấy bà. Ba chứ phạm là. À, y sân rằng tha tua chứ sở ma, tua khơ sở ma. À, khớ. Cái quả đâu à? Suối quả. Có suối quả. Tôi có bái chủ à? Chứ cầu dầu à? À, cậu dầu anh. một hai nhóm đọc cho cô bài này này. Mình có nhớ được hết nội dung không? Không ạ. Không à, thế thôi, thế chuyển sang bài này nhá. Ok, Quang Vấn Cân Vấn Vấn Quang Thường Chế Túi Dạ. Hai bạn khỏi nhớ cô đọc lại trước. Lý sân thị Lý sân thị chẳng mấy ra. Của sân thị bú thai khảo á. Thiên trì thai rơ là bú ai chư pha nè. À. Tua chứ xìa sấy quả tua khớ sợi chứ xìa lì y sân quang vấn à tôi xìa 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 của tụ à phan quang vấn phan y sân phan quang vấn y sân xìa xìa quang vấn y sân bù khớ chì bù khớ chì à bù khớ chì ok nà xin tớ yên thống xuế gần chiêu xuế thống xuế đối hoa 你身体什么样?
你多吃些水果，多喝水，喝水，喝水。谢谢你，医生喇叭洗好，医生，哎，什么在那？医生喇叭洗，医生，OK，郭荣同学，你身体怎么样？我身体呀不太好啊，天气太热了，我不爱吃饭了，我那你应该多吃狗肉，多喝啤酒。好了好了，我找我要找一个人跟我吃狗肉啊，喝白酒啊，你要吗？你要吗？你要不要啊？好，有空我们一起吃狗肉。好，谢谢啊，谢谢医生啊，谢谢老师啊。好，OK，谢谢同学们。谢谢、啊。OK，我们今天就学到这吧。谢谢同学们，再见。再见，再见，老师，再见大家，谢谢，谢谢老师。好，拜拜。再见。